vào nhà vườn của người dân ở đây nhé. Người ta đang thu hoạch nhãn. Ở đây khi hoa quả chín thì thương lái thì ta sẽ tự đến, tự liên hệ và đến tại vườn cắt. Chị đi cắt quả này quả kia, hôm nay xin phép hai chị được đi cùng, đi theo chân chị để quay lại quá trình làm việc của các chị. Các chị bảo là tất cả các loại hoa quả thì các chị mua hết. Thank you.
cho khách cũ mà em còn chính xác em không được từ đâu. Chị được lên YouTube được rồi với. Chỉ cần thế thôi à? Chỉ cần thế thôi. Bọn chị cũng đi kiếm tiền lên này. Mọi người bảo sao là đi sớm đấy. Được nhiều không chú? Không phải được có năm mấy con mà. Thế thế cho chị quá. Anh hàng xóm ấy, trước khi đi anh dặn rồi. Bán đưa còn để bao nhiêu rồi. Thế thế bán cho chị với chị dặn được còn gì? Đã bảo à, đã bảo tôi là anh kia là của để bà Liên để mà. Mang về nhặt sạch sẽ rồi cho tủ đá rồi mang về để nhắm cái chị phải mấy chục năm đẹp Sơn La kia thì cái một năm rồi nhỉ, hai năm nhỉ, mình gặp nhau được hai năm rồi đấy nhỉ. Vâng, từ cái đợt kia cứ phải ba năm rồi đây, hai năm thôi. Nó không được hàng om là hàng hàng chọn đẹp đấy. Nghĩa là co dù hàng bình thường. Phải ăn ít tối nay. Phải đón vợ đón con tí. Nếu mà hay mừng thật là mà học cùng con của nó.
Em cũng được chứ không. Nó cần nhất thiết chào hàng. Nhất thiết chào hàng đeo quạt cho phải biến nào. Xem biết cơ ná. Cả xương sao chia thử chia tới trên này đi. Chia thử chị à? Ừ. Chia lốt kem chống nắng ơi thế đây. Kem chống nắng chảy mỡ rồi đấy em nóng. Măng kia ta sốt không? Em toàn của ta. Thế, thế em. Thế em quạt cho em quạt cho. Được chưa? Ui dày xe đấy cây này nhỉ. Mơ trong ăn dính một cành long mà. Mái tú chứ quay. Mái tú. Lâu lâu lâu. Lâu lâu gì? Mà làm lắm kìm mẹ nó hả không mới mà nhăn mà lên. Em hẳn lên mụn rồi ạ. Chống kìm ế mà ní. Nó sợ nhãn mà. Chị bảo nhá, thấy chị ăn nhám thì bảo chị Hiền vả vào mồm. Ấy ấy không ngờ. Thì tưởng đập con muối thì chả ăn nhưng mà vẫn chửi. Nếu mà để tủ lạnh nó mát mát ăn một tí thì nó sẽ đỡ hơn cái nhãn này nè. Chính xác. Xuân Anh ơi, cho chị cầm chung đóng cho bà Thanh. Bà muốn lấy ạ? À? Bà muốn lấy. Thế đấy, phải cắt xiên chưa à? Mừng người ta khác. Nó bán được nhãn, nó được tiền. Em được đồng nào? Chả được cho bà Liên rồi. Chả được con gì? Chả được con gì không? Em làm gì được đồng nào? Nó như thế là ấy. Như em chứ cầm người không biết, em nói thật nhá, em cầm tiền này, em hay mua ống kính lắm. Tại vì cũng sẽ cho ít lá. Đây. Đấy. 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 Này à, này à, thế này quá. Cả ba mẹ cái này nó mới tươi. Không phủ lá được thì nó lại không tươi. Nó em à, bảo nắp mà mày. Ô chị cắt. Tại vì bây giờ em không cắt thì về sau em vẫn là người cắt mà. Vẫn là em chứ là ai đâu. Lấy xe vào đây được không Tú?